Quentin Tarantino. Có lẽ chỉ cần nhắc tới đây thôi thì các mọt phim đã có thể nghĩ ngay tới các phân cảnh trong Kill Bill, Pulp Fiction hay là Inglourious Basterds. Phim của Tarantino thường tạc thẳng vào tâm trí khán giả, ấn tượng về cấu trúc phi tuyến tính, nhiều tình tiết đan xen, đối thoại hài hước châm biếm, các cảnh bạo lực đặc trưng. Trong tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino đã kể một câu chuyện cổ tích ở Hollywood với bối cảnh và chất liệu lấy từ những gì ông chứng kiến khi còn nhỏ. Kỳ lạ, hoài niệm và đặc sắc. Năm rưỡi sáng mỗi ngày nhưng anh chẳng làm gì mấy. Liên tưởng từ cách làm nghệ thuật này, ở một không thời gian gần với hiện tại hơn, ca khúc Hướng Dương của Thắng, cựu thành viên ban nhạc Ngọt, với âm hưởng pop ballad đầu những năm 2000, cùng giai điệu hòa thanh, thậm chí là cả câu ca của một số bài hit gợi nhớ về thế hệ 9X, cũng đặc sệt kỷ niệm tuổi thơ như vậy. Rằng từng ngày trôi qua, chỉ chờ em sang chơi, chỉ là một bông hoa nhớ thương mặt trời. Hai trải nghiệm kể trên của tác giả Bông Phạm cũng là hai ví dụ điển hình cho phong cách làm nghệ thuật rất đặc trưng của Tarantino và Thắng. Tarantino làm ra phim mà bản thân ông muốn xem và Thắng sáng tác ra nhạc mà hắn thích nghe. Cả hai là những nồi thập cẩm với vô số gia vị và nguyên liệu từ những thế hệ trước và họ là những chuyên gia trong việc xào nấu những nguồn nguyên liệu đó thành những món ăn thú vị, vừa lạ vừa quen. Khác thời gian, không gian, tuổi tác thế hệ và cả lĩnh vực hoạt động, thế nhưng quái kiệt Tarantino và cựu trưởng nhóm của Ngọt Vũ Đinh Trọng Thắng có thể đồng điệu đến mức nào? Nghệ thuật có thể tạo ra những sự tương đồng đáng kinh ngạc ra sao? Và vì sao họ độc lạ đến vậy mà nghệ thuật vẫn cần những người như thế? Hãy cùng Spider Room khám phá qua bài viết Quentin Tarantino và Thắng từ fan trở thành bậc thầy và sự vị kỷ cần thiết của tác giả Bông Phạm nhé! Xin lưu ý, bài viết là góc nhìn so sánh riêng mà tác giả chiêm nghiệm về hai nhân vật ở khía cạnh nghệ thuật, không bàn luận về khía cạnh đời tư. Mong bạn xem video này với tinh thần khai phóng. Còn bây giờ thì bắt đầu thế nào? Nếu bạn để ý một chút, bạn sẽ thấy điểm giống nhau đầu tiên của Quentin Tarantino và Thắng chính ở chỗ cả hai đều là hai con mọt. Cụ thể hơn, trước khi họ trở thành người làm nghệ thuật thì họ đã là những con mọt phim, mọt nhạc có khả năng thẩm thấu đáng ngưỡng mộ rồi. Trước khi có thành công đầu tiên với Reservoir Dogs và trở thành đạo diễn biên kịch gây sốt khắp thế giới, Tarantino đã có một thời gian 5 năm làm nhân viên tại Video Archives, một cửa hàng cho thuê băng đĩa tại LA, California. The famous Video Archives. Right. Sau này thì Quentin Tarantino đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Video Archives đối với ông không chỉ là một cửa hàng cho thuê băng, mà như là một trường dạy làm phim trong mơ, nơi ông được thỏa sức bơi lội trong kho tàng phim ảnh đồ sộ và được tranh luận về phim hàng giờ liền với những nhân viên khác và với cả khách hàng nữa. Chính những năm tháng cày phim quen đời như vậy đã trở thành vốn liếng cho những bộ phim đậm chất riêng mà ông làm ra. Phim của Tarantino luôn đầy rẫy mối tương quan với những bộ phim ông ưa thích. Và khi xem phim của ông, ta có cảm giác như là được trải nghiệm một bản mashup được tạo ra bởi một tên fan cuồng điện ảnh rất có gu vậy. Còn Vũ Đinh Trọng Thắng là một người nghe rất nhiều nhạc với đủ thể loại trên trời dưới biển. Và chúng ta có thể thấy điều đó qua các sản phẩm của Ngọt và cả của Thắng khi là nghệ sĩ solo. Rải rác trong những lần trả lời phỏng vấn từ những năm trước, Thắng đã chia sẻ về những nghệ sĩ có ảnh hưởng tới tư duy âm nhạc của anh, tiêu biểu là The Beatles, Nirvana hay là Django Reinhardt và cả những ban nhạc alternative rock của Việt Nam như là Bức Tường, Thủy Triều Đỏ, Da Vàng, Gạt Tàn Đầy hay là Microwave. Bên cạnh đó, Thắng cũng chia sẻ những năm tháng còn nhỏ khi lần đầu được nghe nhạc của các thế hệ nhạc sĩ đi trước như Việt Anh, Anh Quân, Huy Tuấn, Dương Thụ và Trần Tiến đều là những khoảnh khắc rất mạnh. Ngoài những gì đích thân Thắng thổ lộ, thì khi nghe nhạc của Thắng, ta cũng có thể nhận ra sự ảnh hưởng từ rất nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, vượt ra ngoài biên giới đặc trưng của rock and roll, jazz hay là blues. Tất nhiên là trong giới làm phim hay làm nhạc thì ai cũng xem nhiều và nghe nhiều. Nên ở phần tiếp theo, mình muốn bàn luận về cách mà hai người họ dạo chơi vào những chất liệu đã có và làm mới chúng bằng cách thêm vào đó cá tính của riêng họ hay sự khéo léo trong cách họ lồng ghép những yếu tố quen thuộc vào sản phẩm của mình. Ở phần cuối cùng, mình sẽ nói một chút quan điểm vì sao cần có những nghệ sĩ kiểu như Tarantino hay là Thắng. Nhưng trước đó, hãy cùng mình đi vào điểm giống nhau thứ hai của hai nhân vật này, đó chính là
họ là những kẻ học lỏm với khả năng thẩm thấu cao. Không chỉ cùng là những người mê đắm phim ảnh hay âm nhạc, trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Quentin Tarantino và Thắng còn biến mỗi tác phẩm của mình thành một bất ngờ khi ứng dụng triệt để những gì đã thẩm thấu được suốt thời gian đó vào nghệ thuật. Đầu tiên, hãy nhìn lại sự nghiệp làm nghệ thuật của Quentin Tarantino. Ông đã luôn chơi đùa trên lằn ranh giữa thẩm mỹ và sự hỗn tạp rẻ tiền. Như đã nói, Tarantino có con mắt xem phim được rèn rũa rất tự nhiên mà không qua trường lớp bài bản nào. Điều này rất khác với những auteur khác cùng thế hệ như là Paul Thomas Anderson hay là anh em nhà Coen hay là Wes Anderson. Auteur tức là các đạo diễn có chất riêng trong phong cách sáng tạo, khiến người xem phim có thể nhận ra ngay đây là tác phẩm của người đạo diễn đó. Con mắt nghệ thuật tự nhiên của Tarantino cũng là tiền đề cho cá tính điện ảnh rất đặc sắc của ông. Phong cách của Quentin Tarantino thường là đậm chất trào phúng, lối kể chuyện không theo tuần tự thời gian, rất nhiều pop culture reference. Mỗi nhân vật đều có đặc điểm nhận dạng nổi bật, dialogue đầy chất xám và được viết bởi ngôn ngữ dán nhãn hạng R, tức là hạng phim giới hạn độ tuổi người xem một cách không nhượng bộ. Còn các cảnh bạo lực thì luôn nhiều nhan nhản và được nghệ thuật hóa. Tarantino thích phim võ thuật Hồng Kông, thích samurai Nhật, và thế là ông làm ra hai phần phim Kill Bill để thỏa mãn mong muốn tự mình làm ra phim Kung Fu. Phim rất nhiều cảnh bạo lực nhưng mà lại được thở vào đó một chất thơ qua sự kết hợp các yếu tố Đông Tây và thông qua cách ông dẫn dắt người xem đi theo hành trình của nhân vật The Bride. Và thực lòng thì xem Kill Bill mang cho mình cảm giác như là đang xem trí tưởng tượng trong đầu của một đứa trẻ mê Kung Fu và chủ đề ám sát nhưng mà lại được phơi bày trau chuốt và rất nghệ. Một cảm giác nói chung là rất khó tả đấy. Trong vũ trụ điện ảnh của mình, có hai phim mà Tarantino rất thích, đó là Trả Thù và Viết Lại Lịch Sử Ngoài Đời Thực. Với Once Upon a Time, ông đã viết lại kết truyện để nó đẹp hơn chuyện thật ngoài đời rất nhiều. Trong Django Unchained, ông đã để người nô lệ vùng lên và trả thù những kẻ da trắng áp bức mình. Nhưng màn viết lại lịch sử hoành tráng nhất của Tarantino có lẽ là với Inglourious Basterds, khi mà ông đã viết lại cách Thế chiến thứ hai kết thúc. Nếu như mà Inglourious Basterds là đỉnh cao về đạo diễn của Tarantino, thì Pulp Fiction là đỉnh của ông với tư cách là nhà biên kịch. Ở Pulp Fiction, ta thấy được sức sáng tạo mạnh mẽ ở việc ông đã tạo ra một loạt nhân vật rất quái đản và thú vị, cùng với những đoạn hội thoại vô cùng cuốn hút. Chúng có thể rất bâng quơ nhưng mà lại rất ăn nhập. Như thường lệ, thì chi tiết lấy cảm hứng từ các bộ phim cũ vẫn là đặc sản của ông. Ví dụ như cặp đôi cướp nhà hàng gợi ta về Bonnie and Clyde, hay là đoạn Uma Thurman và John Travolta thi nhảy bắt chước với những con mèo trong Aristocats. Cái tài của Tarantino cũng thể hiện ở cách ông đan xen nhiều câu chuyện vào nhau rất khéo léo, để rồi những mạch chuyện ban đầu rời rạc, cuối cùng lại liên quan và là hệ quả của nhau. Để làm cho kịch bản lại càng cuốn hơn nữa, Tarantino kể tất cả những câu chuyện này không theo trình tự thời gian, làm cho những phỏng đoán hay kỳ vọng của người xem liên tục được điều chỉnh. Một kịch bản được viết rất tài tình, mà mình không có cách nào để diễn đạt được trọn vẹn cái hay của nó cả. Đó là về Tarantino, còn với Thắng thì sao? Thắng cũng có một sự nghiệp nghệ thuật đa sắc màu như Tarantino vậy, nằm ở chỗ bắt chước một cách sáng tạo và không ngừng thể nghiệm. Tức là nhạc em viết nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp bởi nhạc em nghe. Quay trở lại với Thắng, nếu như Tarantino có mắt thẩm mỹ khi xem phim, thì Thắng có tai nghe nhạc rất tốt. Tai nghe nhạc tốt ở đây nên được hiểu rộng một chút. Nó không chỉ gói gọn ở việc nghe nhiều và biết chọn lọc cái hay, mà còn ở khả năng mổ xẻ những gì mình nghe và biến nó thành của mình một cách rất tự nhiên. Trong catalog của Ngọt nói chung hay là của Thắng nói riêng, bên cạnh những âm hưởng quen thuộc của alternative rock, rock ballad hay là indie pop rock, ta có thể thấy danh sách các thể loại nhạc Thắng đã thử nghiệm thực sự dài như sớ, như là waltz trong Em Dạo Này, Nhưng Em Có Đi Trà Đá Hồ Hương, hip hop trong An Thần, Quốc Tây Cùng Lá Cây, Nó Chỉ Làm Em Quá Cao, soul R&B trong Để Quên. Nếu mình không vươn vương, nếu mình không nhớ thương, nếu mình ngại thì thôi. Psychedelic rock trong Bạn Thỏ TV Nhỏ. Hay thậm chí là Vina House trong Đốt. Trên đây chỉ là một phần nhỏ của danh sách đó thôi. Bạn có thể đọc thêm ở bài viết gốc của tác giả mà chúng mình đính link ở phần mô tả nhé. Với Thắng cũng như Ngọt thì DNA âm nhạc
thứ định nghĩa họ không nằm ở thể loại âm nhạc họ chơi, mà ở việc họ liên tục cố gắng làm mới mình, liên tục tìm kiếm identity mới cho bản thân với những cuộc thử nghiệm tiếp theo. Thời điểm bây giờ thì em lại không tập trung vào nhạc, không tập trung vào lời, mà em tập trung vào việc là suy cho cùng thì nó sẽ đến với tai của một người nghe. Và khi mà nó qua tai người nghe rồi thì nó sẽ thành một dạng trải nghiệm. Thì em sẽ tập trung vào cái trải nghiệm đấy. Vì vậy, những nhận xét thi thoảng lại có như ngọt mất chất, theo mình là đã hiểu lầm tôn chỉ khi làm nhạc của họ rồi. Tai nghe nhạc tốt còn được thắng thể hiện qua khả năng word painting rất khéo léo. Word painting ám chỉ kỹ thuật soạn nhạc, sao cho nhạc theo sát và lột tả rõ ý tứ trong lyrics, giống như âm nhạc đang thực sự vẽ ra bức tranh được viết ở trong lời vậy. Khi tiếng guitar trong hết thời vang lên, ta được nghe một giai điệu thật cũ mà chỉ có ở những năm 90-2000. Khi nghe giai điệu của Kho Báu, ta lại thấy như đang ở trên một con tàu hải tặc đi săn vàng. Với Kẻ Thù thì giai điệu lại cho ta cảm giác đang ngồi trong quán bar ẩm thấp bên cạnh một kẻ hận đời đang lèm bèm. Rồi thì với Hay Là trong EP Suite 1 thì tiếng guitar ngay lập tức đưa ta tới vùng núi Tây Bắc, nơi núi non trùng điệp và có những căn nhà tranh đơn sơ. Vì có rất nhiều ví dụ về khả năng word paint của Thắng, nên để tránh lan man, mình xin chốt hạ với Cho Tôi Đi Theo. Chắc hẳn đã có không ít người khi nghe bài ca cổ động tuyệt vời này và cảm thấy sôi sục muốn xách ba lô lên đi ngay lập tức, dù là không biết đi đâu. Cũng giống như Tarantino pha trộn những gia vị quen thuộc thành những sản phẩm điện ảnh độc đáo, thì Thắng cũng rất giỏi trong việc nhào nặn những nguyên liệu thân thuộc với mình để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Bài Màu Đen Trắng chẳng hạn, khi mà trong bài Thắng đã gài vào câu hát mượn từ Tìm Lại của Microwave. Hai bài hát có cùng một lời nhắn nhủ nên sự cài cắm này lại càng thích hợp. Tiện thể, đang nói về album 3, mình không thể bỏ qua Lần Cuối. Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm mùi. Với mình, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng tạo mùi của Ngọt Ben. Mà mùi ở đây là mùi The Beatles giai đoạn cuối, thời kỳ sản xuất album Abbey Road. Lần đầu tiên, ngay lần cuối mình đã hơi sốc vì không nghĩ là lại có thể có một bản nhạc Việt lại đồng điệu với cái tâm hồn đoạn medley ở cuối album Abbey Road như thế. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Mà nói về chất thơ trong lyrics của Thắng, để trở thành một đạo diễn auteur, trước hết Tarantino là một nhà biên kịch xuất sắc. Thắng cũng thế, để làm được nhạc hay thì lời cũng rất quan trọng. Cũng giống như Tarantino có thể viết ra một kịch bản hay từ những chủ đề rất bâng quơ và ngẫu nhiên, cảm hứng cho những bài hát của Thắng có thể đến từ bất cứ đâu. Dù là cảm xúc yêu ghét mạnh mẽ hay những cảm nhận mơn man ở giữa, là sự chiêm nghiệm về cuộc đời hay chỉ đơn thuần là những sự việc giản đơn trong ngày, là fiction hoàn toàn hay tả thực, tất cả đều có thể biến thành một bài hát. Về cấu trúc thì với mỗi bài hát của Thắng, trước khi thành bản nhạc, nó đã là một bài thơ rồi. Ngắm cho mây trời xinh đẹp quá, thân vô danh điều tốt như ta, cũng xin dừng kinh người ca. Có lẽ vì những điều này mà nhạc Ngọt rất gần gũi, và gần như dù ở bất cứ tâm trạng nào, hay ở giai đoạn nào trong cuộc sống, hay là khoảnh khắc nào đó trong một ngày, ta đều có thể tìm được một câu lyrics của Thắng để liên hệ. Mình thực sự nể những người có thể chỉ bằng một vài câu chữ mà lột tả được tâm trạng con người một cách tường minh và gợi hình như vậy. 1, 2, 3, chơi! Sau hai điểm chung trên, thì Tarantino và Thắng còn có một sự tương đồng nữa. Ấy là chúng ta đều cần có những nghệ sĩ với sự vị kỷ cần thiết như họ. Khi một nghệ sĩ bước trên ranh giới giữa cá tính dị biệt của họ và thị hiếu, họ sẽ luôn phải đánh đổi cả hai thứ đó. Điều này ứng nghiệm với cả Quentin Tarantino và Thắng. Không phải ai cũng thích style của họ. Có rất nhiều người mình quen rất ghét phim của Tarantino và mỗi người đều có những lý do riêng, như kiểu là vì phim có vẻ bất quy tắc và lộn xộn, có cấu trúc lằng ngoằng hay là quá nhiều cảnh bạo lực, hoặc là thậm chí được chửi bậy quá nhiều. Nhạc Ngọt và Thắng cũng vậy. Nhiều người mình quen đã nói không thấm nổi cái loại nhạc này. Ở chiều ngược lại,
Mình cũng biết có những người mà với họ cái dị của Tarantino cũng thường thôi, và cũng có người thấy nhạc của Thắng chưa đủ lạ và chưa đủ độc đối với họ. Tuy nhiên mình cho rằng việc luôn có những nghệ sĩ ở ranh giới giữa đi theo xu hướng và lao vào thị trường ngách như Tarantino và Thắng là rất quan trọng, và việc họ duy trì được cái tôi của họ là rất cần thiết. Em nghĩ là cảm giác của người coi thường khán giả là mình tập trung vào trải nghiệm của khán giả mà lại bỏ qua là mình không cảm thấy như thế. Tức là mình tập trung vào một bài để làm cho khán giả xúc động, nhưng bài đấy lại không làm cho mình xúc động. Mặc dù họ làm nghệ thuật với một tinh thần vị kỷ, nhưng cả hai đều ý thức rõ được nhu cầu và khát khao có nhiều khán giả yêu thích tác phẩm của mình. Vì thế, với con đường nghệ thuật của họ, Tarantino và Thắng đã và đang tiếp tục xóa mờ định nghĩa thế nào là có gu bằng cách trộn lẫn cái gọi là high art hay là nghệ thuật kén khán giả với low art, tức là nghệ thuật đại trà. Bởi vì Tarantino vẫn còn những lời hứa về bộ phim thứ 10, và như ông tuyên bố thì sẽ là bộ phim cuối cùng. Ngọt vẫn còn lời hứa về album cuối, nhưng ai theo dõi họ sẽ đều hy vọng về một ngày những lời hứa đó sẽ được thực hiện. Mặc dù hy vọng là vậy, nhưng kể cả khi nó không thành hiện thực thì cũng không có gì để oán trách cả. Những ai thích phim Tarantino hay nghe nhạc Thắng thì đều có lẽ đều thích ở họ những sự khác biệt, tính ngông và bất tuân theo dòng chảy của họ. Vậy thì chẳng có lý do gì để bực bội khi mà ta không thể kiểm soát được cái ngông đó. Đó là toàn bộ quan điểm của tác giả Bông Phạm về những điểm tương đồng và hấp dẫn của quái kiệt Quentin Tarantino và cựu trưởng nhóm nhạc Ngọt Vũ Đình Trọng Thắng. Theo bạn, quan điểm ấy có thuyết phục không? Và bạn nghĩ sao về điều đó? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần comment của video nhé! Nếu thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho Spider Room nha! Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!